Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Xin chào mọi người, mình tên là Simi và mình là lớp trưởng. Dù là một lớp trưởng gương mẫu, nhưng mình có một bí mật khó nói. Một bí mật không thể tiết lộ. Xây hầm bí mật siêu teo nhỏ ư? Hư cấu! Hôm nay, mèo Simi cùng với hội Gem sẽ thử thách xây hầm bí mật pro VIP nhất. Và ai cũng đi xây hầm cả, nhưng mình sẽ xây hầm bí mật siêu teo nhỏ luôn á nha. Và với hình dạng siêu nhỏ bé của mình có thể xây hầm bất kỳ nơi đâu mình muốn. Và vì quá nhỏ nên Sami và Kamui đều không thể tìm thấy mình ở đâu cả. Theo bạn, ai sẽ là người xây hầm bí mật đỉnh nhất? Đừng quên xem hết video này nha và bình luận phía dưới cho mình biết nha. Nhớ nha. Ok, hello, chào người, mình là Sim này và chào qua sĩ đô của mình và chào qua trở lại video Minecraft cùng với Hồ Chí. Trời ơi, đất ơi, ta nói gọi là đã gần gọi là như ta đã gần bao nhiêu tháng năm mà chúng ta chưa gặp hội chị em rồi mọi người. Trời đất ơi, nhớ hội chị em với em mọi người. Mới có một kỷ chơi qua mà Sim. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên cho mình nút đăng ký, nút like và bình luận nha. Và các bạn có 5 giây làm việc này. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thế là mình chưa nói luôn. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Ok các bạn, hôm nay mình cùng với hội chia sẻ thử thách coi ai sẽ là người xây căn hầm bí mật đỉnh nhất. Đấy, ok. Ủa bây giờ sao không? Khi Xin nói này tôi đã nghĩ ra ngay một cái ý tưởng. Nên là tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Ủa, chị ơi, mình xây ở đây. Đi đâu vậy? Xây đây á? Ồ. Rồi sao không tan thành mấy khói rồi? Bà tính làm gì à? Trời. Đấy, thì bà nói tính ra mình sẽ chia ra 4 bức tường, sau đấy tụi mình sẽ xây gọi là mỗi cái hầm bí mật khác nhau chứ có ai copy bài lẫn nhau đâu. Trời đất ơi là trời. Rồi, ok các bạn, hôm nay mình cùng với Simi, Sami, Mimi và Kamu sẽ thử thách xây hầm bí mật nha mọi người, để coi hôm nay ai sẽ được xây hầm bí mật đỉnh nhất nha mọi người. Ok. Còn bây giờ không nói nhiều, chúng mình sẽ cùng bắt đầu video thôi. Let's go. Simi Baby Box với nhiều món đồ siêu độc từ mèo Simi, giảm ngay 30% và tặng kèm móc khóa chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Truy cập ngay shopero.vn, hotline 0961 853 353 để biết thêm chi tiết. Ok các bạn ơi, thì đây tan hiện tại tụi mình đã chia ra 4 ô khác nhau nè. Ok, chào Cam mọi người ơi. Hello. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thi gọi là gì ta, ai sẽ... Ủa gì bà nói chưa xây bà đục lỗ cho tôi rồi, tôi đục lỗ bên này coi. Gì vậy? Trời ơi, gian dối gì con bên này ai vậy? Ủa mùi. Rồi ok, và bây giờ tôi sẽ cùng bắt đầu trận đấu thôi. Let's go. Rồi chị bắt đầu xây đi nha. Anh ơi, chúng ta phải xây cái gì vậy mọi người? Mình xây gì ạ? Xây cái hầm bí mật. Xây cái hầm bí mật. Biết là hầm bí mật rồi, nhưng hầm bí mật phải có cái khung cảnh gì đó ở trên. Mọi người muốn khung cảnh gì cũng được. Nè, khung viên nè, rồi gì ta, trong phòng nè, nó trong phòng bếp nè, nhà cửa các kiểu gì có hết. Nói chung là miệng nó có cái gì đó bí mật ở trong đấy được mà không ai tìm ra được. Đấy mới là cuộc thi kiểu không đó. Trời đất ơi. Trời, chưa gì mà thấy có người cười nhếch mép rồi, gì ghê vậy chị hai? Ủa? Đâu có gì đâu. Rồi ok. Mắc cười tôi, không có gì đâu em. Ủa? Mắc cười, có gì mắc gì vậy? Ủa vậy hả? Trời, em bị nhạy cảm quá, xin lỗi. Đấy. Ok các bạn ơi, thì thật ra trong cái cuộc thi lần này mình gọi là sẽ có một cái bảo bối rất là thần kỳ để mình xây căn hầm bí mật của mình nha mọi người. Mọi nhìn đây. Đây chính là cục teo nhỏ của mình. Đấy. Và lúc mình keo nhỏ xong thì mình có thể xây một căn hầm siêu gọi là siêu nhỏ rồi, và chắc chắn sẽ không ai kiếm ra cái hầm bí mật của mình được. Nói chung thì em chỉ gáy nhẹ xưa là cái hầm bí mật của em lại không ai kiếm được luôn á nha. Không ai kiếm được luôn hả? Dữ vậy? Đúng rồi, không ai kiếm được luôn. Thề thách tất cả mọi người luôn. Em chắc chắn 1000000% là không ai kiếm được luôn. Em gáy sớm vậy thua anh chị, thoải mái lắm. Người ta có một câu dân gian là gáy sớm thì làm được gì á mọi người, nên thôi chúng ta cứ chống mắt sớm thì ăn gì. Trời ơi, em
gọi là không gây sớm. Em chỉ nói đang sự... quả báo em. Em chỉ nói sự thật là em gọi là sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi lần này thôi. Quang những lão làng xây hầm bí mật ở đây mà Sim gáy vậy. Trời ơi buồn quá. Đúng rồi, đặc biệt là Sam nha. Sam là lão làng ở đây nè. Ồ, kinh nghiệm. Hôm nay em có khoảng 101 nhà tù. Đây là có kinh nghiệm. Nói chung là hôm nay em gọi là thách thức lão làng trong gọi là hội chị em luôn. Đấy, thách thức luôn nha. Ngầu không, ngầu không. Đó. Ngầu. Đã bảo cái bí mật của mình gọi là không ai kiếm được luôn. Còn nếu mà ai kiếm được thì mình xin lỗi. Đó, vậy thôi. Đó. Ủa, hay vô duyên vậy? Ủa, sao em dễ dàng vậy? Ủa, dễ dàng vậy? Bây giờ thử vậy cho đi vậy? Thì nói chung em đơn giản lắm. Nếu mà người ta kiếm được rồi thì mình xin lỗi thôi. Đó, đơn giản. Đây. Thôi, nhưng mà nói vậy thôi chứ mà cũng kiếm được đâu. Trời ơi. Sao nhìn nhau vậy? Nói chung là kiểu gì cũng như nhau hết. Đấy, ok, đó, trời ơi. Mọi người ơi, tôi biết cái này tôi hỏi là mọi người sẽ chỉ tôi là dại dột và ngu dốt. Nhưng mà làm sao để mà hiện cái số của cái block lên vậy mọi người? Bà. Ủa gì vậy bà? F3 hả? Trời đất ơi, chị nghĩ sao vậy? Trời ơi, chị nghĩ sao vậy? Xin lỗi, nhìn em gọi là đục đục vậy thôi, chứ em hơi bị thông minh đó nha. Em đang giấu sự thông minh thôi, ok. Ủa? Ủa mà giấu hả? Ủa mọi người ý là em gọi là ngu ngốc thật luôn hả? Alo, tính là em chị dạ vợ. Có em hả đâu, chị hỏi có hả thôi mà em làm gì? Nãy giờ có ai nói gì nhọt nhất em vậy? Thôi em hơi nhọt, xin lỗi. Rồi ok, trời nói hồi chắc mình bị mang tiếng nhục quá mọi người, chết tôi thật sự. Rồi đã không có ai nói em luôn á, tự em nói luôn á. Tự bà nhận luôn á, có ai dám nói gì đâu. Ôi con sông quê, có thể ai ghép cho mình nhạc ôi con sông quê được không chứ hả? Chứ mình thấy mình đang hơi bị quê không ở đây. Bài quên đây. Thôi em sẽ tự hát. Ôi con sông quê, con sông quê túi rồng luôn. Trời đất ơi, không sao. Vẫn không thể để mọi người gọi là phân tán sự gọi là gì ta. Ờ, cái hầm thông minh của mình. Cái hầm thông minh của mình được. Nghe hay. Cái hầm thông minh sao? Ồ, nghe thú vị vậy ta. Ok. Rồi, ok, bây giờ mình đã xây xong gọi là gần một. Để coi nó có thông minh như tưởng tượng không ha. Các bạn rồi, nhé. Nhất định là cái hầm em nhất định nó sẽ cực kỳ thông minh luôn bởi vì nó rất là siêu vip và rờ. Ok. Rồi, mà không biết là chị em đang xây cái hầm gì ta. Trời đất ơi, hổng cái hầm bí mật của em. Có muốn thắc mắc không thì nói luôn đó. Thì tiện bé nó hỏi thì mình trả lời. Em xin hỏi chị xin thương. Xin ơi, em ổn không em? Thì cái tên của Sam là con sông quê. Mở xây, Sim ơi, em nặng không, lắm. Em ổn. Em ổn. Mọi người xây cái gì ta? Em rất là ổn luôn. Em rất là ổn luôn. Trời ơi, chị mới không ổn nè em. Rồi mà người xây bí mật không biết em xây gì ta. Khó hiểu quá. Chịu không mà không có xin mất. Chị mới không ổn nè em. Ý em bảo là người xây cái hầm bí mật nó sẽ như thế nào. Trời ơi, em hỏi gì đi. Em hỏi chị gì đi. Không nhẹo hỏi mà ấp ấp mà mở. Người ta là phòng ba, phòng ba bảo táo không bằng ngữ pháp Việt Nam mà bà phải nói rõ ra chứ. Bà nói trời vậy ơi, là bà nói rõ ra. Trời ơi, trời ơi, tôi đau lòng quá. Trời ơi. Tôi bị quê trong video này quá nhiều. Trời ơi, CV rồi gọi là quá bị quê nhiều trong cái video này mọi người không thể chấp nhận được. Oh my god. Ok. Thôi, mình không thể tiếp tục nói được, mình nói sao, được. Mình sao mới hiểu hoài. Mình sẽ bị quê gọi là thêm một tỷ lần nữa mọi người. Thôi không được. Mình phải im lặng. Im lặng mọi người, im lặng là bà. Không là bị quê nữa mọi người. Khổ lắm. Đấy. Cái này là kệ sắt à. Ok, các bạn thú vị phết. Ok, các bạn là ở trên này mình nghĩ các bạn được rồi á mọi người. Không có kệ sách đâu. Đó, chị đâu có. Không, chị đâu có. Không phải là kệ sách. Chị im lặng đi, tôi đã bị gọi là. Tôi đã bị chôn quá. Em biết nha, trời ơi, chị ngủ đông nha. Ok, im lặng 10 giây cho Sim đỡ quê nha. 2, 3, bắt đầu. Ok. Ủa, mọi người. Trời ơi, sao mình cảm giác mình càng nói mình càng quê à mọi người. Trời ơi, đây có phải video của mình đâu vậy? Hay là video của Sammy với Camui hay là Mimi à mọi người? Alo. Trời ơi, là trời. Bọn mình có không, nói không, gì đây, đâu. Đây là video của Mr. Việt.
Tôi mệt quá à. Thôi mà. Rồi làm mình nhớ tới cái video mà mình quay với Mr. Vịt với họ chị em á. Xong cái ông Vịt chưa chuẩn bị đồ xong nó chị em mình xem xong rồi. Nói chung là, đúng rồi, nhắc với một kỷ niệm về Mr. Vịt mới nhớ nha. Nếu như các bạn không biết á, Mr. Vịt là người chuyên gia gọi là xây cực kỳ chậm luôn á. Cực kỳ chậm, lúc mà chị em mình xây xong hết trơn rồi á, Vịt mới ngang không chuẩn bị đồ á. Mọi người lần nào cũng vậy á mọi người. Ok, bây giờ mọi người xây ra. Xong rồi, xong rồi vì đây. Thế luôn á, mọi người chuyên gia luôn. Thực sự đó là gọi là một sự thật nho nhỏ đó, chứ là mỗi lần hội cho em xây xong là Dịch mới bắt đầu xây á mọi người. Trời ơi, Dịch đúng chậm chạp luôn á. Ôi rồi xong, chết rồi, chết rồi. Em lỡ, ôi lỡ kích nhầm mọi người. Em lỡ kích nhầm cái nó biến mất hết bao nhiêu thứ luôn. Không sao, nói chung là ủa, đâu rồi chết. Đây, trời ơi, cứ bị đặt nhầm á. Đó, ok, đây là một cái hầm bí mật của mình. Ý, rất là pro luôn. Rồi, mình nghĩ dưới này sẽ là trang trí thêm một chút xíu nữa để ngụy trang. Không thể để mọi người đoán ra cái hầm bí mật của mình đơn giản như vậy được đúng không? Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ trang trí đây là cái ghế này. À không, cái này nó không, nó lại bị y ta lộ hết bao nhiêu bí mật. Khó vậy ta, để mình coi đây. Bây giờ mình sẽ trang trí cái chậu này là cái cây nha mọi người. Đó, ok. Mình đang định muốn nói gì với chị em, mình sợ bị phản đam mọi người, sợ mọi người. Ủa vậy thôi, bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn. Ủa chị em xây ngang nào rồi ta? Mọi người xây sắp xong chưa hay là chuẩn bị xong rồi ạ? Mọi người có ai muốn trả lời cho con? Alo, đây là video của em đó mọi người, sao mà trả lời em câu được không? Chị đang tắt mất hả hay gì ạ? Quê quá. Trả lời cho con bé đó quê đi Sam ơi. Mọi người ơi, mọi người đừng để em quê chứ. Sao không ai trả lời tôi vậy? Rồi cái này quê, chính thức quê nha mọi người, chính thức quê. Ủa alo. Ủa mọi người ơi. Mọi người ơi. Ủa, nãy giờ chị em nghe ai kêu gì không chị em? Thì tự nhiên Maxim im ru rồi ha. Tự nhiên im lặng nghe. Không nghe với trường. Ủa mọi người, em đang nói mà. Em ơi. Ôi. Mình xây đi, chắc Sim không muốn nói chuyện với tụi mình nữa. Alo. Trời ơi, trời ơi. Ủa mọi người. Mọi người ơi, đừng mà. Em đang nói chuyện rất là rõ ràng với mọi người. Mọi người đừng để em quê chứ. Trời ơi, không khí lạnh lẽo quá. Tính ra video này của Sim mà Sim chả nói gì, cứ bắt bọn mình nói hay là sao ta? Mọi người, em đang nói chuyện mà. Trời ơi là trời, mọi người đang chọc quê em đúng không? Alo. Mọi người đang nghe em nói mà mọi người giả vờ không nghe đúng không? Của em mà em không nói gì như thế này là không chấp nhận nha Sim nha. Đúng rồi. Tôi quá mệt mỏi mà. Em biết là em nhỏ tuổi nhất chứ mọi người không được quyền bắt nạt em. Tôi nghe tiếng lùng xùng gì đó, tôi không nghe được tiếng của Sim. Kiểu như eo á mà không biết là ai đang nói á, kỳ ghê luôn. Rồi ok. Mấy người đã chính thức gọi là thách thức nhầm người rồi, mấy người sẽ biết thế nào sự phẫn nộ gấu tuyết. Mọi người chờ đó. Mọi người sai lầm rồi. Đó, chị ghê cơ. Sợ quá hả? Mấy người phải trả giá. Simi có im lặng như này cảm thấy sợ á mọi người. Đó chưa? Đúng rồi, em cũng sợ. Phải hiểu khi nào mà Sim xây nhà bí mật xong rồi bị im lặng luôn. Xong mấy người phải trả giá cho cái hành động này. Mấy người phải trả giá. Mấy người chờ đó. Mấy người phải trả giá cho cái hành động ngu ngốc này. Tức quá mà. Rồi mình nhất định sẽ xem cái căn hầm bí mật cho chị em, gọi là phải gọi là gì ta. gọi là mọi người phải skip sợ với cái hầm của em. Mọi người chờ đó, mọi người chờ đi. Trời ơi, chị em thấy sợ chưa? Gọi chị tự nhiên thấy cảm giác lạnh sống lưng ghê chị ơi. Sao tự nhiên mình cứ bị lạnh sống lưng cái kiểu gì nhỉ? Kỳ lạ ghê. Mấy người chờ đó. Trời, nhất định ba con người này mấy người phải trả giá giống chọc giận của tôi. Tôi tức quá mà mọi người. Trời ơi, hội cho em nhớ khinh thường cái sức mạnh gọi là xây hầm bí mật của mình. Được rồi. Mọi người chờ. Mọi người biết gì không? Chuột mình đang bị hỏng ý. Mình gõ một cái thành có hai cái. Đánh ra bây giờ mình đập lốc nhanh quá. Ok, em nói chung là em báo trước là em sắp xong rồi nha chị em. Giờ ai gọi à? Ai chuẩn bị đi, chuẩn bị thua đi nha. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu xây. Chị em ơi, nói nghe nè, ở trong hầm bí mật nó hơi tối á, ai cho xin 500 ánh sáng được không? Ủa, có thể đi mà làm. Nó lại hầu nữa. Cái vấn đề là mình sợ mình nói ra chị em lại bảo mình ngu ngốc. À, bà không biết đúng không? Đây, trời ơi.
Đây, đây giúp bà luôn. Effect Mimi. Biết sao không? Bảo sao tự nhiên Kabuki hay cọc. Phải tự nhiên đâu mọi người. Ủa gì vậy? Thì em đã nói trước là em sợ em nói ra mọi người nói em ngu dốt mà. Đâu không có ai dám bảo em ngu dốt hết á. Em là người thông minh nhất hệ vũ trụ này cơ mà. Hay quá hả? Đúng rồi. Em biết mà. Trời bà biết luôn hả? Bà tự biết luôn. Sao bà siêu nhân vậy? Trời đất ơi. Chờ mấy bạn đang xem video của Simi nè. Mấy bạn có biết không, là mình là cái gì mình cũng biết hết luôn. Nó biết điều không biết rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem bí mật này nha. Và các bạn ơi, đây là một cái hầm bí mật giả. Và chắc chắn sẽ hỏi cho em sẽ bị lừa với cái hầm bí mật này. Tôi nói trước là cái hầm tôi rất là VIP bà rồi nha. Đảm bảo không một ai kiếm được luôn. Thách gọi là tất cả mọi người luôn. Không ai kiếm được cái hầm bí mật này đâu. Thiệt. Ai mà kiếm được cái hầm này, ông người nào cái thấy luôn. Trời ơi, ai mà kiếm được cái hầm bí mật này em sẽ gọi là bái người kia là sư phụ luôn. Đấy, thách thức hội cho em luôn á. Thách mọi người kiếm được cái hầm này luôn á, nói trước nha. Không ai kiếm được đâu. Ok. Ghê chứ sao không? Trời ơi, ok được rồi, bây giờ mình sẽ để một cái một cái, ủa khoan, nếu vậy thì mình phải để cái này ở đây chứ. Đó, tan. Rồi, ok, chính thức hầm bí mật của mèo Simi đã xong rồi nha. Ok, không biết hộ cho em như thế nào nữa. Các bạn cũng đón chờ xem nha. Ok. À khoan, từ từ, chơi, quên. Mình phải ghi thêm cái này nữa. Này, quên, trời, tự nhiên đang chuẩn bị kết thúc ngang. Ok, mọi người im lặng nha. Ok, đây là hầm bí mật. À, đây, không nhầm, mình nhầm. Đây, đây chỉ là một cái cửa. Ok, một cái cửa thôi. Hi. Đó, ok. Và chắc chắn mọi người sẽ không nghĩ đây là hầm bí mật đâu. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tất cả mọi người xong luôn nha. Ok, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới lúc chấm điểm coi ai sẽ là người xem bí mật đỉnh cao nhất nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi là tắt bức tường đi nha. 3, 2, 1. Pew. Boom. Wow. Ok, được rồi, bây giờ coi ai sẽ là người chấm, ai muốn gọi là người chấm điểm đầu tiên này. Ai trước? Không phải, nhưng mà mọi người ơi, sao của mọi người nhìn xây hẳn cái nhà luôn vậy? Ủa, nó là ai vậy? Em là một bậc thầy xây gọi là hầm bí mật, em phải có trách nhiệm cho cái nghề của em chứ chị. Trời ơi, nghe lão làm trong xây hầm bí mật chưa? Rồi bây giờ ai muốn chấm điểm đầu tiên này, ai muốn chấm điểm đầu tiên? Mai mai đi, chấm cái này nhìn lão ha, tự nhiên xây bị bơ chơi vậy mai mai. Đúng rồi. Khoan, để coi Mimi gọi là để cái hầm bí mật ở đâu để tôi kiếm thử coi. Mọi người phải lo cho tôi review chứ gì mọi người. Em bà nội. Bà nội, tính ra người ta xây hầm bí mật, người ta mới xuống tắm cái thấy cái hầm bí mật là sao bà nội? Trời ơi. Không phải hầm bí mật, đấy là cái cống thanh nước. Trời ơi. Rồi, giới thiệu đi baby, bà giới thiệu thử coi cái hầm bí mật bà có gì thú vị. Nha. Cái sao? Gì vậy cho tôi nói sao mà tức nha. Dạ. Tức nha, có cho tôi nói không? Rồi, bà nói đi. Rồi. Tôi là một người nhìn xa tương lai, nên là tôi không có muốn gọi là xây một căn nhà như bình thường cho em là quá xưa cũ rồi. Đây, chị nói đi chị. Trời. Ủa gì vậy? Đó mệt nổi. Rồi. Chị em sẽ xây những căn nhà hiện đại và có hầm bí mật rất là to lớn. Nên bà có định xây ngược hiện đại luôn rồi, bà xây ngược thời đại luôn hả? Bà biết sao? Để nhà tôi tạo nó thành cây cống. Bà bảo là bà xây gọi là tầm xa vũ trụ ở xa, thì tôi nhìn cái thấy ngược cái hầm bí mật dưới kia luôn. Trời ơi, xa thật sợ luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đột nhập vào cái hầm bí mật của Mimi coi có gì nha mọi người. Mimi nói hay quá nên Mimi đừng nói nữa. Ok. Còn bà tôi nhìn vô cái tôi biết cái hầm bí mật nó ở đây luôn mọi người. Và trong này có diễn hội cho em nè. Wow. Sẽ có một cái plot twist, tức là cái này không phải hầm, cái này chỉ là nhà không? Xong rồi sẽ đọc có một cái hầm khác không? Không chị. Theo em nghĩ là chỉ có vậy thôi đó. Xa xôi vậy chị, mình nghĩ đơn giản thôi chị ơi. Ai nghe nó tưởng em đi sao, cái gì đó xa xôi hơn quá.
Ok thì đây là gọi là cái bí mật của Mimi thì mình chấm thì chắc là sẽ là nói thật thì cái này sẽ là bí mật mà kiếm trong 0.001 giây luôn, xịn quá. Nói chung là mình thấy là bí mật này nó gọi là nó dễ kiếm quá nên mình không biết chấm bao nhiêu điểm nên các bạn chấm bao nhiêu điểm, các bạn đừng quên chấm điểm phía dưới nha, chứ thấy cái này dễ kiếm quá, cái này chắc không phải là bí mật ở đây đâu. Mimi sẽ xét 10 điểm. Rồi ok đây là hầm của bí mật của Mimi rồi, bây giờ tới hầm bí mật của ai nè, của ai nữa, ai nữa. Mùi đi. À rồi ok rồi dạ. Rồi à đây mình phải tuyên dương đó. Xin chào người đến với hầm bí mật của Thánh Thần Đại Thiên Địa Sammy Đào. Ok. Đầu tiên muốn vào cái bí mật của mình, các bạn phải tìm được chìa khóa. Ok để vô cánh cửa này. Ghê vậy. Trời đất ơi. Muốn vào nhà phải kiếm được chìa khóa. Ok bây giờ chìa khóa đâu? Mọi người em biết được chìa khóa rồi mọi người. Rồi ok. Khoan, có khi nào Camui đây là blot tuyết không mọi người? Rồi, để coi coi. Ok. Mọi người đến với đây là cái nhà của mình mà nó thích chanh, mình trao chanh quá trời đất luôn. Xìm. Ra ngoài lại. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Khoan để em khám phá thôi. Người xuất ra. Khoan gì vậy? Ủa gì vậy? Xin được em đây làm 6 cái hầm bí mật, em có thể chọn một cái hầm bí mật bất kỳ. Ủa hay vậy? Để coi. Trời ở đây sẽ có cái gì ta, hầm lửa. Ok, để em rất là thông minh. Em biết em sẽ vô cánh cổng nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vào cái thứ 6. Đấy, đơn giản. Chắc chắn cái số 6 sẽ là cái gọi là đặc biệt nhất. Ơi. Ủa? Ủa có gì chơi á? Ghê luôn. Rồi ok. Tâm hai con người kia nói không? Thế thì cái này chắc chắn là cái này mọi người. Đấy. Ok phải có cái gì đó chứ, đúng không? Không có gì chơi à. Ủa là sao ta? Ủa sao vậy? Ủa sao? Ai biết đâu em tự tìm đi em. Trời ơi, còn cái đập nè, trời ơi. Ủa là sao? Ủa gì vậy mọi người? Em tìm hầm bí mật sao mọi người bỏ hết dơ hết trơn rồi mọi người. Ủa mọi người ơi. Tìm em đi, tìm em đi, tạm biệt em. Ủa gì vậy? Mọi người phải giúp em kiếm. Còn cái nịch, ủa sao toàn còn cái nịch vậy? Ủa chị em ơi, ủa cái hầm bí mật ở đâu? Nè em chịu rồi, nè em chịu rồi. Em chịu rồi. Ủa? Rồi bây giờ tôi nhường quyền cho hai con người kia hướng dẫn em hầm bí mật ở đâu đó. Đâu hầm đi lên. Ủa? Sao tôi thấy hoang mang dữ vậy? Nhanh nè, nhanh hướng bức chân nè. Ok. 1, tiến lên. Mở cửa ra. Ủa? Nó cho em vào nhà. Tao, ủa gì vậy? Chị. Oh my god. Đỉnh nha. Trời đất ơi, ui cái hầm bí mật này hơi bị đỉnh cao luôn nha mọi người. Trời ơi, 10 điểm nha. Wow. Thật ra lúc nãy á chị gọi em ra ngoài á là chị thấy cái hầm này rồi á. Cái hầm này chưa cần nói giá chị đã thấy rồi. Ủa, chị là chắc tôi quê á mọi người. Ủa sao quê vậy? Ủa, trời quê quá, coi có cái rồi. Ấp cái đầu đó mọi người. Được Simmy rồi, em được 10 điểm. Ok, các bạn thấy cái hầm bí mật này bao nhiêu điểm, các bạn đừng quên chấm điểm phía dưới nha. Ok, rồi bây giờ tới cam môi. Trời ơi, nguyên cà rốt. Nó xanh lét với cam lét luôn mọi người. Bây giờ mời mọi người vào. Thì thật ra của tôi cũng không có gì nhiều. Đây là tôi là đố mọi người tìm một cái hầm bí mật thôi. Trời ơi, hầm bí mật của môi quá là dễ luôn. Chắc chắn là nó trong mấy cái vườn cà rốt nè. Tìm đây xem, chị đưa cho đồ vật cho mà em là em làm nổ tung cái nhà bả tìm ra được nào, gì đâu. Đơn giản. Vậy là cà rốt nhà tôi. Trời ơi, mà dám ăn trộm nữa kìa. Đáng sợ chưa. Thấy rồi nha. Em đóng cửa. Cam ơi, đỉnh cao nha. Không ngờ nha. May mắn thôi. Tính ra may mắn thôi. Ủa gì vậy? Tìm ra may mắn thôi. Mà khôn quá. Tính ra là cái hầm bí mật này sẽ dành cho những người không hay gọi tinh tế, mọi người ta sẽ lướt qua chứ không. Mình là người cực kỳ tinh tế không? Mình đã mở cánh cửa em ra. Đấy. Nói chung là hầm bí mật của Cam ơi cũng khá. Không, thì em phòng này ai cũng tìm được cái gì. Qua đi toilet không đóng cửa không? Nó tập luôn vô toilet luôn mà mở cửa ra chứ chị. Trời ơi, hóa ra môi đi toilet không đóng cửa mọi người, ghê quá. Đấy. Môi đi toilet không đóng cửa.
Ok, rồi thì đó chồng đó là hợp với mặt của Cam thôi. Các bạn thấy bao nhiêu điểm các bạn đừng quên bình luận phía dưới nha. Rồi bây giờ là mọi người xin chào mừng các bạn em với hợp bí mật siêu bí mật của em. Em thích mọi người kiếm được hợp bí mật của em á. Đây. Em gãy rồi, xin làm được gì nè. Em nghĩ nhìn vô được. Ủa gì đây? Là một cái cửa thôi. À mọi người, mọi người được mà chị biết là em học trên mạng nhưng có cần phải nhất thiết phải note cái này không gì em? Ô mọi người đừng xuống. Đừng mà. Gà vậy? Ủa gì đây? Mọi người tìm cái hầm gì đâu? 1 4 5 chục giây trời có cái rương á chị, cái hầm gì mà nó bé xíu vậy? Trời ơi, nhớ rồi. Để chút chút cái mà mở ra coi, mở ra coi. Để tôi. Ủa chứ trời ơi. Để tôi tự xem mấy cái xe. Hello. Ủa mọi người kiếm được hầm bí mật chưa vậy? Mà đâu vậy? Mọi người biết em. Nhưng mà có lời nha chị em, có lời nha, tôi lụm được 30 viên kim cương. Mày mày đó là kim cương giả mày mày. Dạ. Trời ơi, bà nghĩ đến cái hầm giả, bà nghĩ cái kim cương giả hả? Mệt rồi. Bây giờ thắc mọi người kiếm được cái hầm bí mật của em. Alo. Trong này nhà bé xíu này làm gì còn cái hầm bên ngoài đâu ta. Được coi là mở cái rương này ra là hầm bí mật trong này. Rồi thách mọi người kiếm được á, rồi mọi người kiếm đi, kiếm đi mọi người. Tôi nhớ Simi đâu thôi được hầm bí mật mà ta, sao bây giờ Simi bò rồ vậy? Trời ơi, kiếm đi mọi người, thách mọi người lục tung cái nhà em nó đừng có nổ ra được. Là, đấy. Tôi không tin là Simi không thể xây được. Sao ơi, cho chị cùng tiên tiếng không phải mà. Không, làm vài thứ không được nổ. Không được, rồi mọi người kiếm đi mọi người. Không lẽ Simi thành bò rồ chừng nào mà tôi không biết mà. Không hỏi được nào. Ai biết mật đâu đó chị em. Trời kiếm đi mọi người thoải mái mọi người. Đấy trời đất ơi. Nhà coi bắt được con gì không? Rồi kiếm được chưa? Trời đợi chị ngồi đợi lâu quá nha. Chịu thua cái gì mà xin đi bà đâu. Rồi ok rồi, tất cả em chổng mắt nhìn tôi nè. Đây mọi người thấy cây ở đây không? Thấy không? Bình thường đúng không? Mà cái gì đó. Nhìn em đây. Ta da. Đây giới thiệu mọi người, đây mọi người đập cái lá cây, đây chính là hầm bí mật của em nè. Trời ơi mày mày ơi mày em đi qua 3-4 lần mày không thấy chị ơi, do tem nhỏ á chị. Ở đây nè em biết sao không, chị còn bay lượn lờ xung quanh cái nhà này luôn. Mọi người teo nhỏ rồi giống em không? Alo. Ơi sao mà ai mà vô được kiểu này. Đây tắt tắt mọi người, chính ra là có một mình xem vào được luôn thôi, người khác không vào được luôn, nó đỉnh đấy. Đây em sẽ giúp mọi người teo nhỏ theo em. Đây đợi em xíu. Đây bây giờ mọi người hãy sử dụng cái cục gọi là cái cục gì ta, cái cục quyền nào, mọi người sẽ bấm vô và ta da. Ghê chưa, ghê chưa, trời ơi. Nhỏ gọi là hơn cả cái cọng cỏ luôn nha. Cỏ hơn, nhỏ hơn cái cọng cỏ luôn nha mọi người. Vào đây. Đây thưa mọi người, đây chính là hầm bí mật của em trong gọi là cái nhánh cây của em nha mọi người, ghê không? Đó. Và còn nữa. Đây còn một cái hầm bí mật ở dưới đây nữa. Đấy. Mọi người thấy không? Chỉ cần một cục kim cương thôi em sẽ phân tách ra thành gọi là cả chục khối kim cương luôn. Đó. Ghê chưa? Đấy. Trời ơi, thấy chưa? Em đã bảo cho Dương miền lại cho Sim thôi, em không còn là nữ vương rồi. Em đã bảo rồi, mọi người đừng khinh thường em mà. Đây. Em phải mang vương miền của chị đi, buồn quá. Hu. Ok. Em vương miền. Yeah. Em ơi, cái đường lên ở chỗ nào cho em nó nhảy bây giờ mấy lần. Quên rồi, đây. Mấy em mà đi ra đó là bị chủ nhà bắt luôn á, mấy cái tình rồi này. Ok rồi, tất cả mọi người tập hợp ra đây. Ok các bạn, thì hôm nay thử thách xe bí mật của chị em của mình như này thôi, thì các bạn thấy như nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới mình biết nha. Và các bạn thấy ai là người xây căn hầm đỉnh nhất, đừng quên bình luận phía dưới cho mình luôn nha. Còn bây giờ bye bye, nhớ bye bye, đừng quên subscribe hết cho hội chị em luôn nha, nhớ nha.